Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm làm xe 3 4 bánh. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn cái bộ đầu xe dùng cái hệ thống giảm xóc treo hai chữ A và bộ khung Meyer bánh cộng với lại hệ thống lái liền luôn. Đây là một cái bộ liền. Các bạn về chỉ việc gắn lên khung phần đằng sau. Bộ đầu này thì có thể kết hợp cả với này dùng động cơ xăng, cầu sau bằng máy xăng hay là bằng điện đều được cả, nó không liên quan lắm. Đối với cái dòng cầu này thì có độ phủ bì là rộng 1 mét với bộ khung này. Còn các bạn có muốn làm rộng hơn thì chỉ cần tách đôi cái phần khung này ra và lới rộng ra bao nhiêu cũng được. Và một cặp bánh của nó, bánh này là bánh na răng rất là đẹp, lốp không xăm 450-10. Các bạn có thể lắp bánh khác cho chi phí nó giảm xuống cũng được. Hệ thống lái, ở đây mình chỉ lắp thước lái thôi, các bạn có thể về lắp vô lăng, cột lái, lắp thêm. Còn phần khung là phần để ngỏ, về chỉ việc kết nối với lại bộ khung sau. Độ chuẩn xác của bộ khung này rất là cao, về dùng là có thể sử dụng được luôn, không phải điều chỉnh lại. Tùy theo cái cân nặng của thằng khung xe thì mình sẽ lắp các cái loại giảm xóc lớn bé khác nhau, thay loại giảm xóc khác nhau và giá thành nó cũng sẽ khác. Đây là cái bánh này là bánh 450-12, la răng thì có rất nhiều loại đẹp khác, các bạn có thể xem trong cái video các loại bánh xe đẹp mình đã đăng lên trong một cái video mới đây. Kích thước phủ bì bánh là 1 mét nhé các bạn nhé. Và nếu như các bạn muốn làm rộng hơn thì chỉ việc tách đôi cái khung này ra và lới rộng ra là xong thôi. Còn thước lái thì có thể lối dài bao nhiêu cũng được. Cái này cũng có thể được lại để làm cho dòng xe 3 bánh, một bánh sau và hai bánh trước cũng được, rất là đẹp. Mọi chi tiết đặt hàng thì liên hệ qua số điện thoại 0983818955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ đăng ký kênh, like và share.